Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình có ghi hình dùm anh Hải cặp bò đực Angus các bạn. Cặp bò đực Angus nằm ở gần khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi các bạn. Đây những cái mặt bạn cặp bò Angus nè các bạn. Chân móng hoàn thiện nè, cặp bò đực các bạn. Cặp bò đực Angus chân móng hoàn thiện. Đó, đòn dài. Chân móng nè các bạn không? Hoàn thiện các bạn. Đòn dài. Giá cặp đực Angus này thì chủ anh báo giá là 45 triệu các bạn, 45 triệu. Cao hiếu đủ 1m2 các bạn, tầm 1m18 bò các bạn. Đây. Đó, một cặp nè các bạn, một cặp đực Angus nè, tầm 1m18 bò các bạn. Giá 45 triệu các bạn, giá 45 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Hải, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó. Đầu trụi nè các bạn không? Con này đầu trụi nè, đòn dài nè, chân móng hoàn thiện nè các bạn không? Lưng một lưng luôn các bạn. Con gút cái bên cái đòn dài sóc các bạn. Nó cao tầm 1m18 bò là chắc cú luôn các bạn. Giá 45 triệu. Giá 45 triệu các bạn. Cặp anh gút này chủ báo giá là 45 triệu, chân móng là hoàn thiện hết các bạn. Chân móng là hoàn thiện hết. Đó, đây, dàn chân móng các bạn, hoàn thiện hết, đòn dài. Dây hở, đầu trụi, con này đầu trụi nè các bạn. Giá là 45 triệu các bạn, giá 45 triệu. Sườn chà bá luôn các bạn không? Bò này thì anh em nào có nhu cầu mà mua về vỗ béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Hải, mình comment dưới màn hình video các bạn. Bò này nằm ở gần khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, gần khu công nghiệp Tây Bắc. Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Các bạn thấy không? Đòn dài hết các bạn, chân móng hoàn thiện hết, xương chà bá hết các bạn. Xương chà bá hết các bạn, đầu to. Đòn dài xương chà bá các bạn. Giá 45 triệu. Giá 45 triệu các bạn. Anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Con này kế bên này các bạn không? Đòn dài sọc luôn các bạn. Dài hở, đòn dài dài hở các bạn. Đây, con kế bên là cao tầm gần 1m2 luôn các bạn. Gần 1m2 luôn, xương chà bá các bạn ơi. Cái đầu chà bá luôn các bạn không? Giá 45 triệu các bạn, giá 45 triệu. Cặp Angus này giá 45 triệu các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp Angus chủ báo giá là 45 triệu các bạn. Cao tầm 1m18 bò các bạn. Giá 45 triệu. Cảm ơn các bạn theo dõi video.